Sẽ cũng là cái sản phẩm hoa hai mét bằng giá sụn các bạn ha. Let's ta sẽ bắt đầu các bạn nhé. Nhỏ lắm. Nào về có nhỏ lắm nào từ từ lắm đó em nhớ là sinh ra là chơi 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 ở nơi nào sinh ra là chơi chơi ở nơi nào cái táo nữa đó. Tâm về chúng ta sẽ tiếp tục mà xin không em cho em biết cái này để tao coi tao hỏi mày một hai tao biết đại chị mà coi cái kia xuyên bên đằng khác nó mình đi trời không cái xuyên xuyên á đủ cả nít là mình ra thôi không cần chúng ta sẽ đợi
trang rồi á. Tục mà ha. Đi đi trong. Vậy.
Phải đi xa đến đâu. Yeah, các bạn, ta sẽ tiếp tục là why? Mà còn tao không có hỏi anh con sớm cũng ít tiền tao mà nên đang lên học việc hỏi bạc này tiền không anh em? Em có nói đi ít tiền. Vâng, vâng ít tiền. Đã là lừa đảo spam đúng không?
Bác đừng lo với một em đó, có gì bác phục em nữa thì em mất cả đời để làm lại. Anh lo thì nói đi, em chỉ với là anh lo cái yêu khác nhau thì được à. Mà là mà có vài thằng mua đi đeo uy tín mấy anh Sơn Chinh anh chung nick ảo à, có vài thằng vô ghi không biết kêu ghi sao nhé. Trung gian đây, trung gian đây, ai trung gian? Ok các bạn, chúng ta lại tiếp tục nhé.
Mày cái thằng bảo uy tín là mày thằng làm một đứa. Tiếng hẹn thằng. Mà không đi còn mày có tức tạc biết không tức tạc không mà và thằng chủ tới nghe tao nói mi ngu mi không thể mày thằng ác minh đây mà mi cần kéo gì phải che cả thằng cầm ác hải kia hai cái mà mày thanh niên là hàng ngoại á là mấy cái đứa mà vô kêu với tỉnh á là chung một đứa mang lại cái nick lon nick ảo khác mấy cái nick khác á thằng vô không nghĩ nữa cô bé toàn là ít mà ngu này tức khi bố từ ngu này mong vô để mà tự tạc cho lên rồi anh em vô biết nhiều nhé. Okay. Mà như thằng cũng biểu quá chú ơi sợ chứ. Là gì? Đúng má, là thật sự mất lòng chủ của mẹ rồi. Không hiểu mất lòng đó, cầm hơn cái bên bụng đó. Rồi, bây giờ thì cũng nhiều đường vô kiểu nhà để mà. Mà kia bọn ấy cùng bằng kén bố xâm xa với nhau rồi đó kiểu cẩn thận á bố phải là nghe được baby.
giàu mà đúng không? Các bạn ơi, giàu gì, giàu cái gì, một cái giàu em thôi. Vô căng rồi, căng thẳng rồi. Em vô bento em vô bento thì vô bento mà anh không ăn cho thôi, em vô bento tổ không phải có cái thằng ở thằng ấy kia vụ cúc ghê cắt vụ tụng kia cắt sao mà, sao mà có một tin tìm ra này ba thằng này là cùng một công ty mỗi ngày. Tao làm chung không? Chắc đã từng cái tiểu tầm chiều mới trải tầm chiều mới ô thân hoàng tống sang mà cái đau đi nghĩ nhé bộ ngang mạng cái thay đổi đâu rồi đó. Mà trời đau trời đau còn mại mà kia cục đẹp chưa bác ấy ba thằng anh ăn chục này chụp mua cưới xong rồi đây bố tố luôn vài hả vài năm ngoái đồ ra tiệc nghe bác thả bố mẹ kêu chụp mua tiệc thì bố đừng không vì cậu không có studio chụp chắc thôi nè còn mở studio mà chụp mấy giọng như kiểu mà ai bút phòng xưa về lắp bút lắp studio rồi lắp thêm một hai người nữa thì có studio mà mới lại nghe được một chiếc mà thang studio dạ mai đâu mà chạy luôn
anh em à.
kêu đi ba má. Ta còn cũng mê. Chưa già đi ba nó ngã ngã bị liếm đó rồi đó. Dòng hạt ngồi được sự. Ngã hạt được ảnh nữa thì đi ra dòng dây á. Cái ba như đi là gì đó quả gì được làm á, ba kỳ cục mà nghe hạt làm á, ba được nói
Ok các bạn, ta sẽ tiếp tục hóa sửa phần mấy các bạn. Tuyển đi ăn ngon ăn khói đó. Ăn ngon khói đó. Chắc bao giờ đông ăn mang dạ.
Yes. Rồi, tạm biệt các bạn và là các bạn các bạn tiếp theo nha. Đừng quên là subscribe cho YouTube của mình nhé. Yeah, tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại các bạn các bạn tiếp theo nhé. Mọi người.